Mình sẽ nói về cái cây mà nhiều người rất là thích ưa chuộng. Hát Đỗ Huệ ngày biết cây gì ạ? Cây gì đây mọi người ơi, cây gì rất là quen thuộc với tất cả chúng ta đúng không ạ? Rất là quen thuộc với tất cả chúng ta luôn. Cái cây này là cây kim ngân nhé. Có ba thân gỗ. Đấy. Cây kim ngân này là một loại cây trang trí mà mang cái ý nghĩa phong thủy tốt đẹp, ý nghĩa phong thủy và cách trồng ở chăm sóc cây này như thế nào. Thì các bạn hãy cùng mình tìm hiểu nhé. Thì cây kim ngân này là một loại cây cái tên kim ngân thì là cái tên kim ngân là ngân lượng tiền bạc. Thì cây kim ngân này gắn liền với chúng ta sự may mắn, cầu mong cho sự trù phú trong cuộc sống. Thì cây kim ngân này được cho là bắt nguồn cái nguồn gốc của nó là từ Trung Quốc và từ Trung Nam Mỹ. Cây kim ngân này thì sinh trưởng chủ yếu của cây là ở trong đầm lầy do hình tượng của cây thân độc đáo như thế này, nên là người dân còn gọi đây là cây bím tóc hay là cây thắt bím ấy. Rất nhiều tên gọi cho cây này lắm. Loài cây này ưa bóng râm và ưa ánh sáng yếu, vì vậy mà trồng trong nhà vẫn có thể phát triển tốt. Và cây kim ngân này thì có hai dạng là cây cảnh và cây ngoài tự nhiên. Thế là cây cảnh và cây ngoài tự nhiên. Thì cây cảnh á là cách cây được trồng trong chậu nhỏ như mình thế này, hoặc là mình tưới sinh mà mình trong nước á, trong bình nước á, thì thân cây xoắn vào nhau và lá cây này mọc xung xuê từ khoảng 5 đến 7 lá một cành. Đấy. Còn cây ngoài tự nhiên là cây có thể cao tới 18 mét, là cây to bự, là cây có thể xa hoa và kết trái. Còn cái cây này của mình chỉ là cây mini, cây trồng trong chậu. Đó, thế thôi. Cây kim ngân là thích cây kim ngân. Cây kim ngân sẽ ra hoa khi được trồng trong tự nhiên với điều kiện là thời tiết sẽ phù hợp để ra hoa kim ngân khá là to và mọc đơn, có màu trắng hoặc màu đỏ. Cái hoa của cây kim ngân này sẽ là màu trắng hoặc là màu đỏ nhé. Và cây kim ngân này nở hoa với ý nghĩa tài lộc, may mắn và nở rộ. Thì quả hình trứng và hơi giống trái bơ. Cái trái bơ mà nở to và trên nhỏ cong cong á. Đó. Thì màu nâu thì chỉ sang màu nâu chín. Đó, bên trong có chứa tầm 20 đến 20 hạt quả kim ngân. Về ý nghĩa phong thủy thì cây kim ngân này có dáng kiểu có dáng thân dáng này vững chãi này, thế nên là thân bệ xoắn tựa vào nhau để thể hiện cho cái sự đoàn kết vững vàng trước sóng gió. Đó, lá cây xung xuê xanh tốt, vượng phong thủy tiền bạc, hàm chứa sức sống mãnh liệt. Đó. Chính vì thế mà người ta cho rằng khi đặt cây kim ngân trong nhà, cạnh những nơi mà tiếp xúc với cả và liên quan tới tiền ấy, thì sẽ mang lại nhiều may mắn và tiền tài cho mình. Đó. Cây kim ngân này cũng thường được ưa chuộng để đặt trên bàn làm việc cơ quan để mang lại sự may mắn, vượng khí tốt lành trong công việc của mình. Thì một số cây
được trồng trong chậu thì có ý nghĩa là để mang đến phúc lộc họ, mang đến sự may mắn an khang thịnh vượng cho mình đó. Và cây kim ngân này hợp với mệnh gì, tuổi gì thì tìm hiểu với mình nhé. Thì cây kim ngân này là cây xòe năm nhánh với biểu tượng là sự cân bằng năm yếu tố của kim mộc thủy hỏa thổ. Vì vậy mà cây kim ngân hầu như là không tương khắc với mệnh với các mệnh trong phong thủy. Thì thế nên là khi mà có sự kết hợp này thì tiền tài và lộc sẽ phát triển hơn. Kim ngân này hợp hầu hết với tất cả các tuổi. Kim ngân này khắc phục trong những nhược điểm và tính cách của con người tuổi Tuất và Thân Tý. Đa số là những tuổi này thì chân thành, thì tốt bụng, nhưng cũng vì vậy mà họ bị hay bị lợi dụng lòng tốt. Cái kim ngân này sẽ mang lại sự hài hòa và chỉ đường công việc cho họ đi đúng hướng để có thể đạt được, gặt hái được nhiều thành công trong công việc. Những cái tuổi còn lại thì cây kim ngân sẽ tôn lên những nét tính cách nhạy bén và linh hoạt của họ để giúp cho con đường phát triển của họ mở rộng hơn. Về cách chăm sóc và trồng cây kim ngân này, cây kim ngân này cũng có hai loại là cây kim ngân trồng đất như mình đang cầm hoặc là cây kim ngân thủy sinh. Rất là đẹp đúng không ạ? Lá sum suê thân ba gốc. Rất là đẹp. Về cách trồng thì đầu thì mình chỉ cần cho một ít sỏi vào đáy chậu và để cho có thể thoát nước tốt đấy. Đấy, xong rồi mình bỏ cây vào, xong rồi cho phần đất còn lại vào trồng và định hình cho cây thẳng đứng như thế này. Thì bạn chỉ cần tưới đậm nước cho cây và đặt ở chỗ bóng mát ấy, thì cây có thể ra rễ và chuyển qua những mới chuyển qua những nơi có nắng phù hợp hơn. Về giá của cây kim ngân này thì dao động khoảng 120.000 đến 320.000 tùy vào cái kích thước, tùy vào kích thước của cây. Và có thể mua cái cây này ở các trang mạng cây cảnh hoa và những trang mạng điện tử đấy. Bây giờ cái cây này bây giờ ở trong shop mình cái cây như thế này. Cái cây như thế này với giá khoảng 190.000. Vừa to vừa đẹp, lá sung xuê sánh bước mượt mượt. Rất phù hợp với giá cả. Mọi người có thể qua showroom của mình để xem và mua cái cây này. Mình sẽ để địa chỉ, số điện thoại của mình ở dưới này và mọi người có thể liên hệ nhắn tin trực tiếp với mình nhé. Bye bye.